Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 378 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư. Qua phần thể hiện của Khánh Duy, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi, lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ nhìn bộ dáng của Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân, hình như không định chờ đợi thời không quá khứ tiêu diệt Vô Cực Thiên Tôn mà sẽ xác gã ngay tại chỗ. Vô Cực Thiên Tôn cười cợt nói: "Hai vị đạo hữu à, đời người đi đâu cũng sẽ còn gặp lại, đừng đánh mà." Thấy Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân định ra tay, Vô Cực Thiên Tôn vội vàng la lên: "Chúng ta đã rơi vào thời không loạn lưu, sắp bị kéo đến thời đại chú đạo. Nếu các người ra tay thì ta cũng không trở về được, mà ba chúng ta sẽ bị thời không quá khứ tiêu diệt. Ta chết thế nhưng bản thể còn, các người chết là chết thật sự." Giang Nam sắc mặt âm trầm nói: "Vậy có cách gì không?" Tịch Diệt đạo nhân cũng ngừng ra tay. Vô Cực Thiên Tôn thở phào nói nhanh: "Ừ thì tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại chú đạo, cắt đứt mọi nhân quả. Sau tịch diệt kiếp đó, nhân quả thời đại chú đạo không còn tồn tại, thiên địa mới chưa mở." Mắt Giang Nam sáng lên cười nói: "Sau khi thời đại chú đạo hủy diệt, hình thành tịch diệt thiên hóa, bao phủ hỗn độn hồng mông, khi đó thời gian và không gian tạm đứt gãy. Nếu ở điểm đó sẽ không bị kéo vào thời đại chú đạo, miễn không bị kéo vào thời đại chú đạo là sẽ không thay đổi quá khứ. Thời không quá khứ cũng không đối phó với chúng ta." "Đúng, đúng là cái đạo lý này." Vô Cực Thiên Tôn nói nhanh: "Chỉ có đến khu vực hỗn độn kia thì ba chúng ta mới được an toàn. Nhưng muốn vào hỗn độn hồng mông đó cần dựa vào tịch diệt đạo hữu đấy." Tịch Diệt đạo nhân gật đầu nói: "Ta trải qua các đợt tịch diệt kiếp, có thể cảm ứng rõ ràng không gian hỗn độn sau khi thời đại chú đạo hủy diệt, có thể chuyển rời ba người đến đó. Thế nhưng chúng ta làm sao trở về đấy?" Óc Giang Nam lóe tia sáng: "Đế và Tôn khai sáng đạo tràng thời đại nguyên đạo, để lại một dòng thời gian quay về thời đại nguyên đạo, có thể thông qua dòng thời gian trở về đến trước khi thiên địa chưa khai. Ta từng đi dòng thời gian đó, có thể tìm được nó. Nhưng chúng ta đến trước khi thời đại tiên đạo hoàn toàn mở mang thì vẫn sẽ thay đổi quá khứ, bị thời gian quá khứ công kích vào, xóa sổ cả ba. Chúng ta phải liên thông dòng thời gian đến giây phút rời khỏi thời đại tiên đạo." Vô Cực Thiên Tôn trầm giọng nói: Hai vị đạo hữu, ba chúng ta cần chân thành hợp tác với nhau. Bà Sa Bảo Thụ của ta có thể định vị nhân quả. Nếu các ngươi nổi lòng xấu xa, sơ sẩy một cái thì e rằng các ngươi không đến được hỗn độn hồng mông sau chú đạo. Ta đề nghị các ngươi hãy đáp trên bà Sa Bảo Thụ, chúng ta cùng nhau đi." Giang Nam, Tịch Diệt đạo nhân gật đầu đáp xuống bà Sa Bảo Thụ. Vô Cực Thiên Tôn cũng đứng trên bà Sa Bảo Thụ. Tịch Diệt đạo nhân phát ra pháp lực cảm ứng tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại chú đạo. Đột nhiên lực lượng thời không quá khứ đánh tới, bà Sa Bảo Thụ chấn động mạnh, rời xa thời đại chú đạo đi hướng thời không sau tịch diệt kiếp. Lực lượng thời không quá khứ cũng hơi dịu lại. Trên bà Sa Bảo Thụ, hỗn độn bốc lên ở đằng trước, tịch diệt thiên hỏa đốt cháy hỗn độn, hình thành một quả cầu lửa to lớn. Rơi vào quả cầu lửa hình thành từ tịch diệt thiên hỏa là bọn họ sẽ tạm thời bình an. Sau đó Giang Nam sẽ tìm dòng thời gian Đế và Tôn sáng tạo ra là có thể trở về. Lúc này Tịch Diệt đạo nhân bỗng lấy trống to ra tấn công Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn. Tịch Diệt đạo nhân thì bay hướng tịch diệt thiên hỏa. Giang Nam cười to nói: "Đạo hữu, ngươi định bỏ lại chúng ta chạy trốn một mình hay sao?" Giang Nam chém vào trống to làm tiếng trống ngừng bặt. Vô Cực Thiên Tôn chộp mắt cá chân Tịch Diệt đạo nhân, bà Sa Bảo Thụ quét hướng Giang Nam. Giang Nam cũng chộp một chân khác của Tịch Diệt đạo nhân, kiếm lấp lánh chém vào bà Sa Bảo Thụ. Hắn há mồm phun luồng khí vào nguyên thủy Đại La Bảo Kiếm, kiếm quang tỏa sáng xuyên thấu bà Sa Bảo Thụ, chém mấy nhát chém đứt tu vi mấy trăm vạn năm của Vô Cực Thiên Tôn, cảnh giới đạo quân gần như tụt dốc. Tịch Diệt đạo nhân thì liên tục
vỗ tịch diệt ma trống, tịch diệt kiếp quang phun trào, cắt hai người dưới chân mình. Ba người hỗn chiến, ba thân thể biến thành một luồng sáng đụng vào tịch diệt thiên hỏa. Ầm 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 ầm. Luồng sáng này từ trên trời sáng xuống, dao động siêu kinh khủng, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tịch diệt thiên hỏa hình thành quả cầu lửa to bị đụng vỡ thành nhiều mảnh. Các đốm tịch diệt thiên hỏa bay đi bốn phương tám hướng, rơi vào hỗn độn hồng mông. Sao? Cái này... Giang Nam, tịch diệt đạo nhân, vô cực thiên tôn đứng vững thân thể, nhìn tịch diệt thiên hỏa bay tứ tán, lòng thầm khó hiểu. Đoàn tịch diệt thiên hỏa này vốn tự mình dưỡng dục một thời đại, đại đạo hoàn toàn mới. Trong tịch diệt thiên hỏa sẽ sinh ra thái nhất, đạo chủ thời đại mới. Thế nhưng bây giờ tịch diệt thiên hỏa bị bọn họ đụng bể. Giang Nam lẩm bẩm nói: Thời đại cổ thần sắp được sinh ra. Xa xa chuyển ra có một lực lượng bí ẩn đột nhiên đánh vào tịch diệt thiên hỏa, khiến tịch diệt thiên hỏa nổ tung, sinh ra thời đại cổ thần. Các đốm tịch diệt thiên hỏa rơi rải rác trong hỗn độn, sinh ra các hỗn độn cổ thần. Thời đại vốn nên thuộc về thái nhất bị chấm dứt ngay, gã là thời đại đó là người duy nhất. Giang Nam, vô cực thiên tôn, tịch diệt đạo nhân có suy đoán riêng về chuyện này, nhưng ba người chưa từng nghĩ đến nguyên nhân đánh nát tịch diệt thiên hỏa chính là bọn họ. Bởi vì thời gian và không gian nơi đó xuất hiện mặt cắt ngắn ngủi, thời không chẳng tồn tại, nên đế và tôn khai sáng dòng thời gian, từ đó trở về quá khứ cũng không thấy tình hình tịch diệt thiên hỏa vỡ, không thấy cảnh Giang Nam, tịch diệt đạo nhân và vô cực thiên tôn đụng nát tịch diệt thiên hỏa. Vì vậy không ai ngờ người làm ra mấy chuyện này lại là Giang Nam, tịch diệt đạo nhân cùng vô cực thiên tôn, từ tương lai tạo ra bí mật khó hiểu này. Giang Nam cười to nói: Hề, đây là vòng nhân quả, đúng là vòng nhân quả mà. Đây chính là một vòng nhân quả, quá khứ và hiện tại. Giang Nam nhìn vô cực thiên tôn, cười mỉa mai nói: Vô cực thiên tôn, ngươi định hủy diệt tiên đạo để đại đạo nhân quả của mình được viên mãn, không ngờ chính ngươi rơi vào nhân quả. Thời đại thái nhất bị hủy trong tay của ngươi, sau đó sinh ra cổ thần. Tiên đạo thay thế cổ thần, từ đó ngươi ở trong nhân quả tiên giới. Đại đạo nhân quả của ngươi bao phủ tiên giới, bây giờ chính ngươi cũng nằm trong lưới nhân quả của mình. Ngươi muốn mượn nhân quả chứng tận cùng đại đạo, nói dễ hơn làm rồi. Vô cực thiên tôn ngây ngẩn, nhíu chặt mày. Tịch diệt đạo nhân lên tiếng: Bản thân ta trong quá khứ ở thời đại này sắp tỉnh lại. Nếu bản thân ta đến đây xem xét mà phát hiện chúng ta bây giờ, thì chúng ta sẽ thay đổi lịch sử. Nhưng thời không quá khứ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Quá khứ sẽ tiêu trừ chúng ta trước khi bản thân ta nhìn thấy ba người. Rời khỏi đây trước rồi tính đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người có thể tìm được dòng thời gian mà đế và tôn khai sáng hay không? Giang Nam vung tay, một dòng thời gian từ tương lai chảy về quá khứ xuất hiện. Ba người bay lên đáp xuống dòng thời gian. Dòng thời gian này bị hủy trước khi tiên giới hoàn toàn được mở mang. Nhưng Giang Nam, tịch diệt đạo nhân cùng vô cực thiên tôn ở trong quá khứ, lúc dòng thời gian chưa bị hủy nên có thể dọc theo dòng nước trở về thời đại tiên đạo. Đến khoảnh khắc cường giả tiên giới vào đạo tràng đế tôn thì dòng thời gian sẽ đứt đoạn. Giang Nam, tịch diệt đạo nhân cùng vô cực thiên tôn chỉ có thể dựa vào pháp lực của mình nối dòng thời gian để chính mình quay về đúng thời điểm. Trên dòng thời gian, Giang Nam nhìn xuống dưới, tịch diệt thiên hỏa tan vỡ, đốt hỗn độn. Một tịch diệt đạo nhân khác thức tỉnh, đi khắp nơi tìm kiếm nguyên nhân biến cố, thế nhưng không có thu hoạch gì. Tịch diệt đạo nhân phát hiện các đốm tịch diệt thiên hỏa dưỡng dục ra sinh linh kỳ diệu thì rất tò mò, quyết định không ngủ tiếp nữa mà quan sát các sinh linh thú vị sẽ mang đến thay đổi như thế nào cho hỗn độn. Bên trong dòng thời gian, Giang Nam cùng tịch diệt đạo nhân, vô cực thiên tôn đi tới trước. Bên dưới, hỗn độn cổ thần thứ nhất, Ôn Đế xuất hiện, thời đại cổ thần được sinh ra. Thật lâu sau, Bất Không đạo nhân cũng xuất thế. Mấy hỗn độn cổ thần lớn nhỏ càng ngày càng đông đúc. Tịch diệt đạo nhân được tôn làm hỗn độn đại đế, xếp thứ hai là Ôn Đế. 90 ức năm qua đi, Bất Không đạo nhân đi đạo quân điện, mượn tiên thiên Ôn Đế quan, hợp sức với cổ thần khác tạo phản, chấn áp hỗn độn Ôn Đế, trở thành người thống trị. Lại qua một đoạn thời gian, hai người xứ lạ là Đế và Tôn đến, bảo là vượt qua vô tận hư không và hắc ám, trên đường đi gặp nhiều chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng, trải qua mấy chục vạn năm mới tới đây. Chuyện về sau thì Giang Nam đã biết. Đế và Tôn Bất Không
hợp sức xử tịch diệt đạo nhân, nhưng nhận ra không thể giết được người này, chỉ còn cách chấn áp trong Tam Thánh Quan. Đế và Tôn cùng bất công định khai thiên, lần đầu tiên khai thiên thất bại, để lại mảnh đất bị bỏ hoang. Vô Cực Thiên Tôn thừa dịp phân hồn chuyển thế vào mảnh đất bỏ hoang, mượn tịch diệt thiên hỏa thành công đặt thời đại tiên đạo tương lai vào lưới nhân quả của mình. Sau đó Đế và Tôn cùng bất không thí nghiệm thành công, khai sáng ra chư thiên, địa ngục, linh giới, các vũ trụ loại nhỏ, rồi bọn họ bắt đầu sáng tạo tiên giới. Sau đó cổ thần và tiên nhân mâu thuẫn, đại chiến kết thúc thời đại cổ thần, nhường chỗ cho tiên giới. Không lâu sau, Giang Nam tịch diệt đạo nhân, Vô Cực Thiên Tôn đến cuối của dòng thời gian, tận cùng Đại La Thiên có các tiên nhân lao nhanh hướng tiên giới. Đám người Cản Nguyên, Giang Tuyết, Thánh Ma Thiên Tôn có ở đó, Giang Nam cũng có mặt. Cảnh này là đám tiên từ đạo tràng Đế Tôn trở về, bọn họ chạy ra dòng thời gian, sau đó dòng thời gian sụp đổ. Trên dòng thời gian, Giang Nam cảm ứng từ người của tịch diệt đạo nhân Vô Cực Thiên Tôn truyền ra sát ý như có như không. Giang Nam biết hai người này động sát khí với mình, trước kia còn nhỏ yếu dần dần lớn lên. Nhưng tịch diệt đạo nhân Vô Cực Thiên Tôn động sát khí lại không dám làm gì, vì nếu giết Giang Nam trong quá khứ, không cần hắn làm gì, thời không quá khứ tự tiêu trừ hai người. Không có thực lực tận cùng đại đạo thì không thể thay đổi quá khứ. Dù có thực lực tận cùng đại đạo, muốn thay đổi quá khứ sẽ phải trả cái giá cực đắt. Giang Nam hiểu rõ nhất điều này. Xoẹt 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 xoẹt. Nguyên thủy đại đạo dưới chân Giang Nam bay ra, xuyên suốt thời gian. Vô Cực Thiên Tôn hô bà sa bảo thụ, tịch diệt đạo nhân lấy tịch diệt ma chống, pháp lực của ba người kéo dài khai sáng dòng thời gian khác, tăng nhanh đến thời không bọn họ ở. Không lâu sau, Giang Nam, tịch diệt đạo nhân cùng Vô Cực Thiên Tôn bước ra khỏi dòng thời gian của mình, dương mắt nhìn là địa điểm khi bọn họ đi, đúng thời gian này. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu cảm thán rằng, hai vị đạo hữu, muốn giết các người thật là khó khăn, bây giờ bản thân ta cũng bị kéo vào rồi. Vô Cực Thiên Tôn rất là thổn thức. Vô Cực Thiên Tôn cho rằng mình có thể đứng ngoài thời đại tiên đạo, điều khiển tất cả nhân quả, cao cao tại thượng. Chỉ cần tiêu diệt cá lọt lưới là Giang Nam thì nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng trải qua chuyện này vừa rồi, Vô Cực Thiên Tôn nhận ra mình cũng nằm trong cái lưới đã được bệnh, biến thành cá mắc lưới, nhân quả với tiên giới ngày càng sâu. Giang Nam khẽ thở dài. Vô Cực đạo hữu, lần này biến khéo thành vụng rồi. Ai ngờ được rằng vì muốn thừa cơ hội giết ta và tịch diệt đạo hữu, sau đó cả ba cùng quay ngược lại quá khứ như vậy. Vô hình chung lại phá hủy thời đại của thái nhất đáng ra hắn sẽ được hưởng, tạo ra thái nhất như bây giờ. Cũng chính vì phá hủy thời đại thái nhất mới tạo ra thời đại cổ thần, đạo hữu cùng thời đại tiên đạo. Vì vậy mà có nhân quả, dính dáng nhân quả sâu nắng với thời đại cổ thần, thời đại tan vỡ của thái nhất kia. Món nợ này sẽ làm cho đạo hữu đau đầu đấy. Khóe mắt của Vô Cực Thiên Tôn co giật, hắn sắp xếp lại. Đây đúng là món nợ xấu làm cho gã rất nhức đầu, không thể thanh toán. Khi Vô Cực Thiên Tôn vừa co giật cơ mắt thì tịch diệt đạo nhân đã ra tay ngay, một chưởng ấn vào ngực Vô Cực Thiên Tôn, xuyên thủng ngực, thịt vụn xương nát bắn ra sau lưng bay tung tóe. Tịch diệt ma chống vỗ thùng thùng, tịch diệt kiếp cuối cùng chụp xuống đánh hướng Giang Nam. Lúc này tay trái Giang Nam chụp lên đầu của Vô Cực Thiên Tôn, một tiếng vang khẽ, đầu Vô Cực Thiên Tôn lún xuống ngực, vừa lúc ngực gã bị tịch diệt đạo nhân vỗ chưởng xuyên thủng một cái lỗ to, cái đầu lấp đầy lỗ hổng, mặt đầy máu. Giang Nam cầm nguyên thủy đại la bảo kiếm chém cổ tịch diệt đạo nhân. Âm. Tịch diệt ma chống mang theo tịch diệt kiếp cuối cùng đập vào người Giang Nam, hắn lao đảo thụt lùi, chân đạp tới đâu là hư không sinh ra các đại la thiên, một chân đạp một tòa. Nguyên thủy đại la bảo kiếm chém vào cổ tịch diệt đạo nhân, suýt chặt đứt đầu gã. Ngay khi Giang Nam cùng tịch diệt đạo nhân tấn công Vô Cực Thiên Tôn và tự giết nhau, bà sa bảo thụ phủi đằng trước, các trái cây trên cành như thể đại tái hiện uy lực đại đạo các thể đại quét hướng Giang Nam cùng tịch diệt đạo nhân. Bùm 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 bùm. Ba người cùng bay lên, Vô Cực Thiên Tôn ngã vào trong không trung không động đậy được. Giang Nam cùng tịch diệt đạo nhân lảo đảo, một người cầm kiếm đứng thẳng, một người đứng trên tịch diệt ma chống, vạt áo phấp phới nhìn nhau. Vô Cực Thiên Tôn ngã xuống đất, nguyên thủy đại đạo và đại đạo tịch diệt càn quét trong cơ thể, không nhúc nhích được. Hai vị thiên tôn cùng xuống tay với ta, hợp tác phế bỏ ta trước
làm người ta thật khinh thường mà. Vô Cực Thiên Tôn châm biếm nói: Quảng Đô Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, các người thật là mặt dày. Giang Nam thản nhiên nói: Vô Cực Thiên Tôn, người ra tay đánh lén chúng ta trước đó thì cũng mặt dày không kém đâu. Tịch Diệt đạo hữu, hay là hai ta hãy khoan đánh nhau, tiễn Vô Cực Thiên Tôn về chỗ trước đi, rồi chúng ta quyết đấu sinh tử sau, liệu có được không? Tịch Diệt đạo nhân đồng ý nói: Nếu Vô Cực đạo hữu thu về phân hồn này thì thực lực càng thêm sâu không lường được, đủ sánh vai với ta thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ trừ khử hắn thật hợp với ý của ta. Hai người đồng ý kế hoạch, cùng đi hướng Vô Cực Thiên Tôn. Chán của Vô Cực Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh, muốn chạy đi, nhưng Nguyên Thủy đại đạo tịch diệt bùng nổ trong cơ thể, làm cho gã không vận dụng chút pháp lực nào được. Vô Cực Thiên Tôn thở dài thầm nghĩ: Xem ra bản tôn đành xuất quan trước dự định vậy. Thật đáng tiếc không luyện thành pháp bảo kia. Cũng trong lúc đó, trong trời sao thiên giới bao la, lại nói đám yêu ma đẳng cấp thiên quân như Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long và Thất Sát Ma Vương đang kéo đại lộ bảo liễn lao nhanh, chạy qua các ngân hà tinh hệ rực rỡ nhiều màu, lao hướng góc đông nam tiên giới, chỗ giao giới với ma giới. Bọn họ bay đã lâu, trong trời sao xung quanh thưa dần tinh cầu, có sinh linh sinh sống, tiên nhân cũng ít dần, hiếm có bóng người, đất rộng người thưa. Một số nơi địa thủy phong hỏa còn chưa bình ổn, trời sao sôi sục như dung nham, gió lốc lửa to, nước lũ cuốn các tinh cầu quăng đến ném đi vô cùng kinh người. Thế nhưng càng kinh người hơn là Ma Kha Thiên Quân, người này theo đuổi không bỏ, hơn nữa bên cạnh hắn còn có trợ thủ, đó là Huyết Tổ. Cơ thể to lớn duỗi dài, các con mắt ma quái treo trong hư không như những tinh cầu đỏ máu, huyết vụ tràn ngập trời sao, có mấy lần suýt làm đám người Khổng Thánh đạo nhân bị lạc đường. Ma Kha Thiên Quân liên tiếp sử dụng các tuyệt sát, đã lộ ra pháp bảo là một bánh xe to treo 17 pháp bảo hình cái chuông, là Tịch Diệt Thiên Luân. Trong cái chuông tròn phong ấn dư âm tịch diệt kiếp từ các thời đại bị Tịch Diệt đạo nhân luyện chế thành pháp bảo. Ma Kha Thiên Quân treo các pháp bảo trên bánh xe, khi cần dùng thì lấy xuống đối kháng với Tiên Thiên Lô Bồng bao phủ đại lộ bảo liễn. Trong Tiên Thiên Lô Bồng, dưới chân Thiên Vi và Tiểu Vân Liên chất đống chậu sành như núi nhỏ, mấy trăm chậu sành chồng chất lên nhau. Tiểu Vân Liên đang rút một chậu sành ra khỏi chậu sành tận cùng Tiên Thiên Lô Bồng. Bên ngoài, Khổng Thánh đạo nhân hét lên: Sắp đến Ngọa Long tinh vực trong tinh đồ rồi. Tới Ngọa Long tinh vực rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đấy? Thiên Vi Tiểu Vân Liên ngước lên nhìn, đằng trước có một tinh hệ siêu khổng lồ như dòng nằm, vô số ngôi sao cuồn cuộn di chuyển. Đây là tinh hệ khổng lồ hơn ngân hà tinh hệ gấp trăm lần, tràn ngập linh khí và linh lực. Trong các tinh cầu có yêu thú nhiều vô số kể, xây dựng các văn minh. Rất khó tưởng tượng trong một nơi xa xôi như thế này lại có tinh hệ đẹp như thế. Lão già không nói đến Ngọa Long tinh vực rồi sẽ phải làm sao? Thiên Vi do dự nhìn pháp bảo của Ma Kha cuồn cuộn vọt đến như cái mồm to không đáy, muốn nuốt đại lộ bảo liễn và Tiên Thiên Lô Bồng. Thiên Vi cắn răng nói: Khổng Thánh, cứ xông vào đi. Đám người Khổng Thánh, Phi Hùng kéo xe xông vào Ngọa Long tinh vực. Đằng sau đại lộ bảo liễn, Ma Kha Thiên Quân, Huyết Tổ đứng trong hỗn độn hồng mông, huyết vụ cuộn trào. Hai vị tồn tại này nhìn Ngọa Long tinh vực chằm chằm. Ma Kha Thiên Quân nhíu mày nói: Tinh vực kia khác với mấy tinh vực biên cương khác, có điều rất lạ. Ma Kha Thiên Quân trực giác không ổn, bất giác thả chậm bước chân. Huyết Tổ cười khùng khục: Ma Kha, có dị bảo như Tịch Diệt Thiên Luân mà ngươi còn sợ hay sao? Ma Kha Thiên Quân lắc đầu nói: Huyền Thiên Giáo Chủ là tồn tại như thế nào đây? Sư tôn Tịch Diệt đạo nhân của ta muốn đối phó với hắn còn cần đích thân đến đấy. Phủ Lê Nguyên Quân được Huyền Thiên Giáo Chủ chỉ điểm mới chạy tới đây, không chừng bên trong có bài bố của hắn ta. Bây giờ Huyền Thiên là đạo quân, được tôn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cũng không tính ra hành động của hắn được, không thể không đề phòng. Hiện giờ Giang Nam cao thâm khó dò, tuy Ma Kha Thiên Quân là cường giả thần toán, thế nhưng không tính ra hành động của hắn được. Đối diện với Giang Nam, nếu Ma Kha Thiên Quân suy tính thì chỉ thấy một mảnh mông lung. Đám người Thiên Vi chạy trốn tới nơi đây,
Ngọa Long tinh vực khác với các tinh vực khác, làm cho Ma Kha Thiên Quân muốn đánh trống rút lui. Tịch diệt thiên luân của Tịch diệt đạo nhân chứa dư âm tịch diệt kiếp 17 thời đại, là một trọng báo hơn hẳn nguyên trung, nguyên tháp của nguyên đỉnh, có cái gì mà phải sợ? Huyết Tổ bay hướng Ngọa Long tinh vực cười nói, hơn nữa hai ta lại có khai thiên công đức, dù là Huyền Thiên giáo chủ tự mình ra tay cũng không thể tổn thương chúng ta, không thể lấy mạng chúng ta được. Ma Kha không cần gì phải sợ. Ma Kha Thiên Quân do dự đi theo Huyết Tổ cười nói, người nói cũng đúng, Huyền Thiên giáo chủ từng năm lần bảy lượt đối phó với ta, nhưng ta luôn tìm được đường sống. Ta sắp hoàn toàn luyện hóa đạo quả bất không, chứng hỗn độn đạo quân, không sợ bất cứ người nào. Huyết Tổ, Ma Kha Thiên Quân bay vào Ngọa Long tinh vực. Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt, hỗn độn hồng mông liên tục dâng lên, kéo dài ước vạn dặm bị áp chế rồi tan vỡ, co rút nhập vào người Ma Kha Thiên Quân. Hỗn độn hồng mông này là từng đợt tuyệt sát Ma Kha Thiên Quân lấy đại đạo bất không luyện ra. Bây giờ hỗn độn hồng mông tan vỡ, tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân không mượn được chút lực lượng thiên địa nào. Các tuyệt sát bị phá vỡ, Huyết Tổ thì thoải mái tự nhiên, không cảm giác áp lực nào, vẫn không kiêng nể gì truy kích đám người Thiên Vi. Hỏng rồi, hỏng rồi, chỗ này có thể khắc chế tuyệt sát của ta, bây giờ chỉ sử dụng được tịch diệt thiên luân, nhưng ta luyện hóa đạo quả bất không gần như có thể cứng chọi cứng được. Đạo quả của ta mạnh mẽ, xứng là đệ nhất nhân trong thiên quân. Đạo quả một số đạo quân không bằng ta. Tinh vực này tuy lá, thế nhưng không giữ ta lại được. Lòng Ma Kha Thiên Quân càng cảnh giác hơn. Hiện tại Ma Kha Thiên Quân không thể dùng tuyệt sát hay thần toán, chỉ có thể tự mình truy kích đám người Thiên Vi. Nhưng tinh vực quá rộng lớn, bao la, đám người Thiên Vi bay đi trước hơn 10 ngày còn chưa đến trung tâm tinh vực được. Ma Kha Thiên Quân cùng Huyết Tổ mấy lần bám sát, lấy tịch diệt thiên luân ra tấn công, đụng độ với đám người Thiên Vi và Tiểu Vân Liên. Tịch diệt thiên luân và tiên thiên lô bồng bộc phát uy lực kinh khủng biết mấy, khiến người thế lạ là theo lý hai pháp bảo kia, một do tịch diệt đạo nhân luyện chế, một là Giang Nam luyện chế, trên đời này không có tinh vực ngôi sao nào chịu nổi uy lực của hai pháp bảo kia. Hai pháp bảo bộc phát uy lực, vô số ngôi sao tinh vực không cái nào vỡ, thậm chí quỹ tích sao cũng không có gì khác lạ. Tinh vực này quá là kỳ lạ, nguy rồi, nguy rồi. Ma Kha Thiên Quân chợt ngộ ra, biến sắc mặt, hét lên chói tai. Đây là tinh vực do tiên thiên pháp bảo hoặc linh bảo biến ra. Những ngôi sao đó không phải tinh cầu mà là linh quang. Huyết Tổ, mau chạy thôi. Huyết Tổ sừng sốt cười nói, Ma Kha, người nói bậy bạ cái gì vậy? Có tiên thiên pháp bảo, linh bảo nào khổng lồ như vậy không? Nếu đây là tiên thiên pháp bảo, linh bảo thì chẳng phải chúng ta đang ở trong... Huyết Tổ chưa nói xong, chợt nghe một chuỗi tiếng nổ liên tục vang lên. Ngân hà trong Ngọa Long tinh vực chạy như bay, ngân hà khổng lồ dâng lên cao, trung tâm tinh vực tuôn ra ức vạn vạn hàng tinh, càng lúc càng cao như đầu rồng to lớn không gì sánh bằng. Đầu rồng từ từ nâng lên, ức vạn vạn hàng tinh trở nên sáng tỏ như siêu tinh hệ bùng nổ, thần quang vô biên bắn ra từ hai đoàn sao. Thần quang trong đoàn sao chiếu rọi tiên giới, xuyên qua ma giới như hai con mắt rồng vô cùng khủng bố. Đầu rồng ngẩng lên, mắt rồng mở ra, dị tượng kinh thiên động địa. Là ai? Là ai đánh nhau trong người ta? Đánh thức nhân vật to lớn vĩ đại ta đây. Trong đầu rồng to lớn không gì sánh bằng phát ra tiếng rồng ngâm cực kỳ trầm đục, từng đợt ngân hà như râu rồng treo bên dưới miệng rồng to khổng lồ, nhẹ đung đưa làm hư không vỡ nát. Chạy mau, chạy mau. Ma Kha Thiên Quân vội lấy tịch diệt thiên luân ra, bao lấy Huyết Tổ phóng lên cao, cố gắng chạy ra ngoài thân thể nó trước khi con rồng to thức tỉnh hẳn. Huyết Tổ hoảng sợ, kinh khủng và tuyệt vọng. Vô số ngôi sao dâng lên, dần trở nên dày đặc vô cùng, phong tỏa nguyên tinh vực. Ma Kha Thiên Quân gầm lên, dốc sức vận chuyển tịch diệt thiên luân. 17 cái trung to gắn trên bánh xe xoay tròn, khó khăn đánh bật vô số ngôi sao linh quang đang đổ ập xuống. Huyết Tổ vội đi lên hỗ trợ, hai người rất vất vả, rốt cuộc cũng mở ra một con đường trước khi sao linh quang khép lại, trốn thoát khỏi tinh vực khủng bố này. Đại đạo bất không, hơi thở của bất không đạo nhân sao? Một thanh âm cực kỳ tức giận vang lên, chấn Ma Kha Thiên Quân, Huyết Tổ khí huyết cuồn cuộn. Bất không, ngươi lại xuất hiện sao? Con sâu hèn mọn kia, ngươi lại can đảm một lần nữa xúc phạm vĩ đại ta đây sao?
Ma Kha Thiên Quân cùng Huyết Tổ kinh khủng ngoái đầu nhìn, tinh vực to hơn ngân hà tinh vực bình thường gấp trăm ngàn lần đang chuyển động xoay vần. Vô số ngôi sao biến thành linh quang, các tinh hệ sống lại. Một con cự long to lớn không gì sánh bằng thò đầu từ tinh vực tới gần hai người. Cảnh tượng đó rung động khủng bố biết mấy. Con sâu kia, ngươi còn mang theo trợ thủ sao? Vĩ đại như ta, làm gì sợ các ngươi vây công đấy? Ta thổi một hơi, chết hai thứ hèn mọn này. Con rồng to há mồm, hút khí, rồi thở mạnh. Ma Kha Thiên Quân cùng Huyết Tổ đang co giò chạy, bỗng cảm giác có vô số linh quang chen chúc cập đến. Tịch Diệt Thiên Luân bị trùng kích rung lên bần bật. Pháp bảo này do Tịch Diệt đạo nhân luyện chế, nếu đích thân gã sử dụng thì tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Ma Kha Thiên Quân chỉ có cảnh giới Thiên Quân, khó phát huy uy lực của Tịch Diệt Thiên Luân. Con rồng to thổi một hơi hoàn toàn áp chế uy lực của Tịch Diệt Thiên Luân. Hai người bên dưới Thiên Luân xương cốt bị đè, kêu lên răng rắc, miệng mũi trào máu. Một hơi qua đi, Ma Kha Thiên Quân cùng Huyết Tổ thở phào nhẹ nhõm. Khiến hai người hoảng sợ là một vuốt rồng khổng lồ đập xuống, vỗ vào Tịch Diệt Thiên Luân. Bên dưới Tịch Diệt Thiên Luân, cơ thể của Huyết Tổ bị đè nát, nổ tung. Ma Kha Thiên Quân lắc người, hiện ra vô số cánh tay. Mỗi một bàn tay bắt bất không ấn, đỡ chấn động, thế nhưng toàn thân vẫn nứt nẻ. Vù 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 vù. Huyết Tổ bị thương nặng, cơ thể tan rã thành huyết vụ như khói đặc, bốc lên, bay ra Tịch Diệt Thiên Luân, xé gió lao đi. Huyết Tổ hét lớn. Ma Kha, cái con rồng hoang này chủ yếu đối phó với ngươi thôi. Ngươi tự mình đỡ đi, ta không chết chung với ngươi đâu. Huyết Tổ danh mãnh gian trá, thoáng chốc liền chạy xa. Ma Kha Thiên Quân cố gắng cũng bỏ chạy, chớp mắt ra xa mấy ức vạn dặm. Thế nhưng con rồng to ở sau lưng Ma Kha Thiên Quân khổng lồ biết mấy. Con rồng to nhẹ quẫy người một cái là đến sát sau lưng Ma Kha Thiên Quân, tiếp tục đè vút xuống. Đuôi rồng quất mạnh về phía Huyết Tổ đang chạy xa. Bùm một tiếng, huyết vụ bị đánh tan, từng mảng huyết vụ phát ra tiếng hú, cố gắng ghép lại với nhau. Một hơi thở rồng sáng trắng phun tới, hơi thở rồng thuần túy, tổ hợp từ tiên thiên bất diệt linh quang. Nó phun qua đâu là huyết vụ tan mất. Vài lũ huyết vụ chạy tứ tán, bay ra xa. Mãi khi rời xa con rồng to, huyết vụ mới ghép lại. Huyết vụ tối tăm biến thành Huyết Tổ. Huyết Tổ học mấy chục búng máu đen ngòm, xong thấy người dễ chịu hơn, chạy hướng đại lục tiên giới ở phía xa. Huyết Tổ thầm nghĩ, chuyến này Ma Kha tàn đời, ta không cứu hắn được. Ai ngờ Huyền Thiên Giáo Chủ mai phục tiên thiên linh bảo hoang dại kia tại đây chờ chúng ta mắc câu. Nhưng Ma Kha chết đi, ta là người Tịch Diệt đạo nhân xem trọng nhất rồi. Chết rất tốt, chết rất tốt, rất hay. Đại lục tiên giới ngay ở trước mắt, Huyết Tổ loáng thoáng thấy thánh địa một số tiên gia. Nơi này là biên cương đại lục tiên giới, đất rộng người thưa, không phồn hoa như trung tâm tiên giới, chỉ có vài tòa thánh địa rải rác mấy tiên thành. Hơi thở Huyết Tổ suy yếu, mắt lóe tia hung ác, cười nói, vào chỗ đó ăn một ít tiên nhân phục hồi sức khỏe đã nào, sau đó đi khu vực phồn hoa ăn mấy đế quốc tiên giới là tu vi của ta sẽ phục hồi. Khai thiên khí vận công đức quả nhiên không giống với bình thường. Cái con rồng hoang tiên thiên linh báo cũng không lấy mạng ta được. Huyết Tổ biến thành huyết vụ xâm nhập vào một tòa thánh địa tiên gia. Thủ lĩnh nơi này là một tiên vương, dưới tay có trăm vạn đệ tử, nhân khẩu gần ức. Huyết vụ bao phủ tất cả, thoáng chốc ức sinh linh và tiên nhân tiên vương thành xương trắng rải đầy đất. Huyết vụ bay lên, Huyết Tổ lao hướng thánh địa tiên gia khác. Huyết Tổ thầm nghĩ, quá ít rồi, chỉ miễn cưỡng phục hồi chút ít tu vi của ta. À, trong thánh địa phía trước dường như có tên to con. Trong thánh địa đằng trước, phu phụ Tịch Ứng Tình nhìn thiếu niên áo vàng trước mặt. Tại sao sư tôn lại chọn nơi rừng sâu núi thẳm này vậy? Huyền đô thánh cảnh trước kia của sư tôn tốt hơn nơi này gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Chạy đến cái nơi heo hút này làm cho chúng ta khó mà tìm ra được sư tôn. Thiếu niên áo vàng cười nói, không phải ta thích đến nơi đây, mà là ta lén cầu quỷ bà thiên. Quỷ bà nói cơ duyên của ta tại đây, ở đây ta có thể chứng đạo quân, thế nên ta đến đây. Mộ Văn Tình cười nói, đúng là thanh tịnh thật, thế nhưng chúng ta khó đến thăm sư tôn được. Quỷ bà có nói khi nào cơ duyên của sư tôn sẽ đến không? Huyền Đô Thiên Quân bỗng biến sắc mặt, ngước nhìn bầu trời cười nói, đến rồi đấy. Quỷ bà thiên quả nhiên danh bất thư truyền,
hôm nay làm xong mẻ này là ta có thể chứng tạo hóa đạo quân rồi. Tịch Ứng Tình cùng Mộ Vãn Tình ngước lên nhìn, huyết vụ huyết quang ùn ùn kéo đến, huyết tương lăn lộn trong xương, tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, khí ô uế cực kỳ tanh hôi rơi xuống. Nơi huyết vụ đi qua, thánh cảnh héo tàn, tiên thụ chết héo, tiên sơn hôi thối. Khai thiên khí vận, công đức tạo hóa chỉ môn đã đến rồi. Huyền Đô Thiên Quân đứng dậy nói, các người chờ ở đây, ta đi chút rồi về. Tịch Ứng Tình cười hỏi, sư tôn có cần giúp không? Huyền Đô Thiên Quân sửa sang vạt áo, bay lên nghênh đón huyết tổ. Huyền Đô Thiên Quân nói, không cần, đây là tạo hóa của ta. Trên đời này chỉ có một tạo hóa đạo quân, nên huyết tổ là kẻ thù không đội trời chung trong số mệnh của ta. Khai thiên khí vận công đức không tầm thường, nếu người ra tay, công đức khí vận của hắn sẽ bùng nổ thì sẽ chạy thoát được. Lại nói, Ma Kha Thiên Quân một đường chạy nhanh, thế nhưng không thoát khỏi phạm vi công kích của con rồng to sau lưng được. Cách biệt thể tích quá lớn, con rồng to bơi một lần, ngang ngửa Ma Kha Thiên Quân cắm đầu chạy không biết bao lâu. Ma Kha Thiên Quân thầm hối hận, cách Đại La Thiên quá xa, dù Tịch Diệt đạo nhân muốn cứu ta cũng không kịp rồi. Tuy tiên kim, tiên liệu có thể giữ mạng, trong đa số tình huống nguy hiểm có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng đó cũng chỉ là đa số tình huống mà thôi. Trong tình huống số ít, dù có khai thiên khí vận công đức cũng sẽ chết đi, ví dụ như bây giờ. Con rồng to này là đẳng cấp tiên thiên linh bảo, còn là tiên thiên linh bảo sống, phát huy uy lực thoải mái. Ma Kha Thiên Quân được khai thiên khí vận công đức của tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên pháp bảo này cách tiên thiên linh bảo còn một khoảng ngắn. Đối diện với con rồng to công kích, dù là khai thiên khí vận công đức cũng không giúp được bao nhiêu. Nguyên dục tiên triều chỉ là thiên trợ, khi ngươi tu luyện nhiều đạo lý không ngộ tự hiểu, nhiều thần thông không cần tu luyện tự nhiên dung hội quán thông, khi ngươi gặp chu sát vào phút nguy hiểm đột phá giết ngược lại đối thủ, khi ngươi rèn luyện gặp nguy hiểm sẽ gặp giữ hóa lành, chẳng những thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm còn tình cờ được ích lợi lớn. Nhưng sức mạnh của con rồng to không bị khai thiên khí vận công đức ảnh hưởng. Bất không, ngươi không trốn thoát năm ngón tay của Long đại gia được đâu. Quả nhiên ta càng mạnh mẽ hơn, khi nói chuyện rõ ràng long khí cũng tận trời mà. Đột nhiên con rồng bạo lực ngang ngược kiêu ngạo há mồm hút, Ma Kha Thiên Quân và Tịch Diệt Thiên Luân cũng bị đóng đinh. Ma Kha Thiên Quân hét lên chói tai, vận chuyển Tịch Diệt Thiên Luân, 17 cái chuông kêu leng keng, Tịch Diệt kiếp cuồn cuộn ùa vào miệng con rồng to, làm cho nó sặc mũi xỉ khói, chảy nước mắt ròng ròng. Tịch Diệt Thiên Luân này dù gì cũng là pháp bảo do Tịch Diệt đạo nhân thu dư âm 17 đợt Tịch Diệt kiếp mà luyện thành. Con rồng to tiên thiên linh bảo tùy tiện hút dư âm Tịch Diệt kiếp một hơi ngược lại, giống như ăn trúng ớt vậy. Đột nhiên một lô bồng xuất hiện trên đầu con rồng to, dưới lô bồng Thiên Vi ném cái chuông ra, một tiếng vang nổ đứt tai, chuông đập trúng trán của Ma Kha Thiên Quân. Ma Kha Thiên Quân bị đập té xuống đất, lật người lại nhảy lên. Đột nhiên sừng con rồng to đập vào ngực Ma Kha Thiên Quân, sừng rồng đâm thủng người gã, bao gồm đạo quả bị đánh bay ra ngoài. Ma Kha Thiên Quân kinh hoàng tuyệt vọng, Tịch Diệt Thiên Luân quay vù vù bảo vệ đạo quả Ma Kha Thiên Quân. Gã định ký thác đạo quả vào Tịch Diệt Thiên Luân. Miễn Ma Kha Thiên Quân ký thác đạo quả vào Tịch Diệt Thiên Luân thì con rồng bạo lực này không cách nào luyện chết gã được. Vuốt rồng vươn ra chộp Tịch Diệt Thiên Luân bắt chặt nó, vuốt rồng khác liên tục gõ mấy chục lần vào Tịch Diệt kiếp của Ma Kha Thiên Quân. Thân hình Ma Kha Thiên Quân run rẩy, trong Tịch Diệt kiếp chứ đại đạo bất không bị đánh tan, làm cho gã miệng mũi trào máu. Nguy rồi, khai thiên khí vận công đức không thể ngăn cản con rồng bạo lực này được, ta không thể che giấu thực lực thân phận được nữa rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì chết chắc mất thôi. Ma Kha Thiên Quân gầm giống, đại đạo Tịch Diệt kinh thiên động địa bay hướng Tịch Diệt Thiên Luân. Tạo nghệ đại đạo Tịch Diệt của Ma Kha Thiên Quân mạnh hơn đại đạo bất không, rất kỳ lạ, chứa khí thiên nhân ngũ suy. Khác với đại đạo Tịch Diệt của Tịch Diệt đạo nhân là Tịch Diệt đạo nhân tiến vào các đợt Tịch Diệt kiếp, kiếp diệt người ta, tiêu diệt các thể đại để tăng tiến đại đạo Tịch Diệt của mình. Còn Ma Kha Thiên Quân thì không tham ngộ đại đạo Tịch Diệt từ tai kiếp, mà gã tu luyện đại đạo các thể đại, Tịch Diệt đại đạo bản thân, chứa hơi thở Tịch Diệt kiếp các thể đại vô cùng tinh thuần. Ma Kha Thiên Quân có tạo nghệ đại đạo Tịch Diệt kinh người, rất thâm sâu. Cùng là đại đạo Tịch Diệt,
Nhưng Tịch Diệt đạo nhân và Ma Kha Thiên Quân đi lên hai con đường khác hẳn nhau. Ma Kha Thiên Quân đến từ đạo quân điện, đọc hết điển tịch trong đó, tu luyện đại đạo các thể đại, rồi tịch diệt nó, biến thành đại đạo tịch diệt. Luyện đại đạo tịch diệt cực kỳ tinh thuần. Tịch Diệt Thiên Luân được đại đạo tịch diệt vận chuyển, uy lực tăng vọt, đánh bật các móng vuốt con rồng to. Ma Kha Thiên Quân nhân cơ hội đó cuốn đạo quả của mình nhanh chóng chạy trốn. Con rồng to thỏ vút ra, Ma Kha Thiên Quân giơ Tịch Diệt Thiên Luân đỡ đòn, bị chấn cho người run run. Đại đạo tịch diệt vận chuyển, Tịch Diệt Thiên Luân gần như bị nổ nát. Ma Kha Thiên Quân vội co giò mà chạy nhanh. Con rồng to uốn mình đuổi theo, Tịch Diệt Thiên Luân chấn động, các tinh hệ đằng trước sụp đổ và tịch diệt. Khi con rồng to xông qua mấy tinh hệ tịch diệt thì Ma Kha Thiên Quân đã biến mất. Con rồng to cười to nói: "Coi như ngươi chạy nhanh, nhưng đại đạo bất công của ngươi đã bị ta phế bỏ, đại đạo khác bị ta chấn thương, tu vi thực lực hao tổn nhiều, không dễ tu lại đại đạo bất không." Thiên Vi cùng Tiểu Vân Liên bay xuống đầu con rồng to. Thiên Vi mỉm cười hỏi: "Rồng to, con nhận ra ta không?" Con rồng to co rút cơ thể, thu nhỏ thân hình, trở về kích cỡ bình thường, nhưng vẫn rất khổng lồ. Con rồng to ồm ồm nói: "Đương nhiên nhận ra, ngươi là thê tử của giáo chủ, tồn tại hèn mọn nhỏ bé. Con sâu nhà ngươi đến tìm ta có chuyện gì?" Thiên Vi nghe con rồng to nói mà tức chết, thế nhưng không lộ ra ngoài mặt. Nàng cười nói: "Ngươi đã nhớ lại hết rồi sao?" "Tất nhiên." Con rồng to cười toe toét nói: "Chút trò vặt của Vô Cực làm sao ám toán ta được. Long lão già cố ý bị hắn ám toán, cố ý mất trí nhớ cho hắn vui. Mà ngươi là ai?" Thiên Vi ngạc nhiên. Con rồng to nhìn nàng từ trên xuống dưới, bộ dáng mờ mịt. Con rồng to bị Vô Cực Thiên Tôn đánh thương, ký ức bị tổn thương, trí nhớ rối loạn, đôi khi tỉnh táo, có khi lại mơ hồ. "Người hết hồn phải không?" Con rồng to cười to nói: "Ta nhận được ngươi, ngươi chính là... À, sao ta lại ở đây vậy?" Thiên Vi không biết nên nói cái gì. Nàng biết con rồng to ngủ say tại đây đã lâu, thế nhưng chưa lành hẳn. Thiên Vi nói: "Lão gia nhà ta hiện cư ngụ ở Đại La Thiên, nếu rồng to có rảnh thì đi theo ta. Hiện giờ lão gia nhà ta không tầm thường, chắc dễ dàng chữa khỏi đạo thương cho ngươi được." Thiên Vi chưa nói xong, con rồng to bỗng nằm quay đơ, vô số linh quang trên người tan rã, to như tinh cầu. Con rồng to biến thành tinh vực khổng lồ, đẩy Thiên Vi, Tiểu Vân lên ra ngoài, nó lại ngủ say. Trên các tinh cầu lại có nhiều yêu thú chui ra, vất vả cày bừa trên mấy hành tinh hoang phế, tu sửa tinh cầu biến ra từ linh quang. Thiên Vi ngạc nhiên, đang khó hiểu các yêu thú từ đâu ra, chợt nghe Tiểu Vân Liên thì thầm: "Nghĩa mẫu à, đây là tinh thần của Long lão gia biến ra, tu sửa linh quang. Chờ những tinh cầu tàn phá này sửa chữa xong, Long lão gia sẽ phục hồi lại bình thường." Thiên Vi nhẹ gật đầu. Về kiến thức thì bây giờ nàng không bằng Tiểu Vân Liên. Mới rồi Thiên Vi không nhận ra điều đó, cần Tiểu Vân Liên chỉ điểm. Thiên Vi mừng rỡ: "Quyển tinh đồ của lão gia còn có diệu dụng này sao?" Thiên Vi cười nói: "Lão gia kêu chúng ta đến đây tránh nạn, hơn phân nửa là vì mang theo tinh đồ trị thương cho rồng to, trợ giúp cho nó phục hồi ký ức rồi." Trong thời gian ngắn, con rồng to sẽ không tỉnh lại được. Thiên Vi cùng Tiểu Vân Liên leo lên đại lộ Bảo Liễn, ra lệnh cho đám Khổng Thánh đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long kéo xa đi chỗ Quân đạo nhân, Hồng đạo nhân. Tuy đám Khổng Thánh đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long bị Thiên Vi hàng phục, nhưng vẫn kiệt ngạo bất tuần, tự nhận là thủ đoạn thông thiên, chẳng qua xui xẻo. Nhưng lần này đám Khổng Thánh đạo nhân thấy con rồng to ra tay kinh thiên động địa thì tâm phục khẩu phục, không còn lòng phản trắc nữa. "Cái con rồng to bạo lực này từng là vũ khí của Thiên Tôn Đại Lão Gia, bây giờ bị bỏ ở đó không dùng đến, có thể thấy thủ đoạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại Lão Gia hiện giờ là khủng bố biết mấy. Chúng ta làm gì có cơ hội đuổi kịp Đại Lão Gia đây, dù tu luyện thêm mức vạn năm cũng không bằng được con rồng to này." Lại nói, Ma Kha Thiên Quân chạy mãi đến nửa năm trời, từ góc Đông Nam Tiên Giới chạy tới Đông Bắc mới dừng lại chữa thương. Ma Kha Thiên Quân nuốt đạo quả vào, đại đạo bất không trong đạo quả đã bị con rồng to tiêu trừ sạch sẽ, không còn lại chút gì. Ma Kha Thiên Quân thầm hận:
cố gắng mấy ức năm đều bị con rồng này phá hỏng. Ta vất vả, cực khổ, chiếm được đạo quả bất không vì muốn luyện đại đạo, thời đại hỗn độn của thần đến đỉnh đạo quân. Sau đó thì tịch diệt, hóa thành tịch diệt đại đạo. Cộng thêm, ta được đại đạo 17 thời đại trong đạo quân đến, luyện ra từ đại đạo tịch diệt là sẽ được tinh túy của đại đạo tịch diệt. Ngay cả tịch diệt đạo nhân cũng không bằng ta được. Ma Kha Thiên Quân nghiến răng nói, bây giờ đại đạo bất không bị phá, chỉ còn lại hơn một nửa đạo quả bất không. E rằng không viên mãn đại đạo thời đại của thần được rồi, làm hỏng mất tiền đồ của ta, khiến đại đạo tịch diệt không viên mãn được. Mối hận này kéo dài không dứt đâu. Thù này ta phải trả, tương lai ta nhất định tịch diệt con rồng to này. À phải rồi, còn Huyền Thiên giáo chủ nữa, nếu không tại hắn dụ ta đi Ngọa Long tinh vực này, thì đại đạo bất không đã không bị phá. Sau này đại đạo của ta mà đại thành cũng sẽ tịch diệt luôn Huyền Thiên giáo chủ. Ma Kha Thiên Quân ôm nỗi hận trong lòng thầm nghĩ, không biết Thuyết Tổ ở đâu rồi, tên này dám bỏ lại ta một mình chạy trốn. Nhưng hiện giờ đang lúc cần ngươi, không so đo nhiều với hắn ta, để ta triệu hồi hắn đến hộ pháp cho ta trị thương. Sao? Hỏng rồi, Huyết Tổ chết rồi sao? Ma Kha Thiên Quân tính sơ sơ, lòng lạnh lẽo. Ma Kha Thiên Quân tính ra tung tích của Huyết Tổ đã bị người giết, khai thiên khí vận công đức chuyển rời vào hung thủ. Lúc này thiên địa đại đạo tiên giới chấn động, vô số tiên đạo hiển hiện chen chúc hướng góc đông nam đại lục. Thiên địa đại đạo ma giới cũng tuôn về phía đó. Nơi ấy có hơi thở tạo hóa thương sinh cổ xưa mênh mông lay động thiên địa, có người đã chứng đạo quân. Tại góc đông nam đại lục tiên giới, Huyền Đô chậm rãi đáp xuống tiên giới của mình. Phu phụ Tịch Ứng Tỉnh cũng tiến lên khom người nói, bái kiến Huyền Đô tạo hóa đạo quân. Trên đời lại có thêm một vị đạo quân. Huyền Đô dùng tạo hóa diễn biến 3000 đại đạo giết Huyết Tổ, rốt cuộc khiến đại đạo tạo hóa viên mãn, chứng đạo tại biên cương tiên giới. Huyền Đô chứng đạo, biên cương tiên giới hoang vắng bỗng chốc giật rào sức sống. Trời giáng cam lộ, địa thì phong hỏa sôi trào, dần dần bình ổn. Trời trăng cũng lên, cây cỏ um tùm, từ mảnh đất hoang vắng tẩu tẩu bừng bừng sức sống. Đại lục tiên giới vô biên, mưa thuận gió hòa, các tinh cầu dần dần sinh ra sinh mệnh. Đại đạo tạo hóa của Huyền Đô bao phủ đến đâu là hàng đống sinh linh được tạo hóa ra. Những sinh linh đủ hình đủ dạng, giống loài khác nhau. Đây là năng lực của tạo hóa đạo quân, đi qua đâu là thiên địa tạo hóa được sinh ra. Ta không trở lại đâu, Huyền Đô cười nói với phu phụ Tịch Ứng Tình. Nơi đây là mảnh đất ta thành đạo, đất hoang vắng cần tạo hóa. Sau này ta sẽ định cư tại đây, xây dựng đạo cung, mở đạo tràng một châu, giáo hóa sinh linh phương này, truyền đạo dạy nghiệp tại đây. Tịch Ứng Tình và Mộ Văn Tình liếc nhau nói, nơi này xa xôi hẻo lánh, tương lai tiên giới sẽ có tranh đấu xảy ra. Sư tôn lại cách Đại La Thiên, mấy đạo quân khác quá xa, nếu gặp chiến sự thì khó mà an toàn được. Huyền Đô cười nói, ta tạo hóa sinh ra, phá diệt chỉ trong một ý nghĩ, dù gặp chiến sự cũng sẽ an toàn, đừng lo. Tịch Ứng Tình cùng Mộ Vãn Tình bất đắc dĩ trở về lãnh địa của mình. Huyền Đô tạo hóa đạo quân nhìn Đại La Thiên ở phương xa, thiên cao nhất tiên giới đó đã xa xôi không trông thấy. Đạo quân như Huyền Đô muốn đến đó phải mất 1-2 tháng. Huyền Đô tạo hóa đạo quân cảm thán rằng, trên Đại La Thiên có khí thế khủng bố truyền đến, chắc đang chiến đấu rồi. Không chứng đạo quân thì không cảm ứng được ba vị tồn tại đang đánh nhau bên trên Đại La Thiên cường đại biết mấy. Dù thiên quân cảm ứng Đại La Thiên thì chỉ cảm ứng sâu thẳm mênh mông, không biết Đại La Thiên cường đại đến mức nào đây. Phải chứng đạo quân mới cảm ứng được Đại La Thiên cường đại đến đâu, cảm ứng hơi thở đại đạo khuếch tán sâu sắc, thâm ảo khó lường biết mấy. Tu vi càng cao thì càng cảm nhận được lực lượng uy lực khủng bố kia mới càng kính sợ. Không biết ba vị tồn tại chiến đấu như thế nào đây, Huyền Đô tạo hóa đạo quân nhỏ giọng nói. Tuy ta chứng đạo quân trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất thời đại tiên đạo, thế nhưng không có tư cách tham gia cuộc chiến giữa bọn họ. Cuộc chiến giữa đẳng cấp thiên tôn, vị tồn tại thiên tôn mà tiên đạo còn chưa được sinh ra. Lúc này Thiên Vi cùng Tiểu Vân Liên ngồi trên đại lộ Bảo Liễn chạy nửa năm trời, rốt cuộc đến gần chư thiên của Hồng Đạo Nhân và Quân Đạo Nhân.
ngoài xe vọng vào giọng của Khổng Thánh đạo nhân: Nương nương, 3 ngày nữa là sẽ đến chỗ Hồng lão gia. Thiên Vi gật đầu, bỗng chán nóng gian, tiên thiên lô bổng bay ra khỏi chán, chui vào hư không liền biến mất. Thiên Vi nhíu mày: Lão gia, thu lô bổng về, chắc vì cảm ứng thấy chúng ta không gặp nguy hiểm nữa rồi. Thiên Vi nhỏ giọng nói: Hoặc vì lão gia gặp nguy hiểm, không biết quyết chiến trong Đại La Thiên ra sao rồi. Cuộc chiến trên Đại La Thiên kéo dài 1.5 năm, 3 vị tồn tại đến nay chưa phân ra thắng bại. Tiểu Vân Liên cười nói: Nghĩa mẫu, ta cảm thấy lão gia thu lô bổng về không phải vì gặp nguy hiểm, mà dùng để đánh lén đối thủ, ám toán một phen. Mắt Thiên Vi sáng lên cười nói: Cũng có thể, lão gia nhà chúng ta thường thích chơi chiêu này, nhưng Tịch Diệt đạo nhân, Vô Cực Thiên Tôn là tồn tại vĩ đại, không dễ ám toán bọn họ như vậy. Tiểu Vân Liên gật gù: Nghĩa mẫu nói cũng phải. Tiểu Vân Liên nhíu mày, chống cằm suy tư: Ma Kha Thiên Quân mang theo Tịch Diệt Thiên Luân bỏ trốn, Tịch Diệt đạo nhân sẽ lấy lại Tịch Diệt Thiên Luân để ám toán lão gia và Vô Cực Thiên Tôn. Bọn họ toàn là lão quỷ gian xảo, ta không nghĩ ra là ai có thể ám toán ai. Ai là người cười cuối cùng đây? Lúc bấy giờ, bên trên Đại La Thiên, một ảo ảnh cực kỳ cường đại xuất hiện trong không trung, bảo vệ trước mặt Vô Cực Thiên Tôn. Quanh thân ảo ảnh có các tiên thiên pháp bảo, linh bảo quay quanh trên dưới. Tồn tại này là Vô Cực Thiên Tôn bế quan trong Đạo Quân Điện đã lâu, định đột phá luyện thành báu vật trước giờ chưa từng có, phản chiếu bản thể đến Đại La Thiên. Vô Cực Thiên Tôn không nỡ xuất quan, vì gã sắp luyện thành pháp bảo kia, nếu xuất quan sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vô Cực Thiên Tôn dồn một nửa pháp bảo, pháp lực phản chiếu đến Đại La Thiên, mang theo tất cả tiên thiên pháp bảo, linh bảo che chở phân thân, phân hồn của mình. Phân thân phân hồn này liên quan rất lớn, chẳng những liên quan đến pháp lực của Vô Cực Thiên Tôn, còn dính dáng đến đại đạo nhân quả, đan sen thành la võng bao phủ tiên giới, liên quan đến tương lai, gã có thể hủy diệt tiên giới, chứng tận cùng đại đạo hay không, vì vậy không thể xảy ra sai sót được. Các tiên thiên pháp bảo, linh bảo bay múa, uy lực dâng trào khuếch tán, liên tục va chạm với Giang Nam và Tịch Diệt đạo nhân, bộc phát uy lực vượt qua sức tưởng tượng của đạo quân khác. Những tiên thiên pháp bảo, linh bảo này như quán thông các thời đại tiền sử, làm sống lại lực lượng thời đại viễn cổ, tái hiện thế gian, chiến đấu với Giang Nam và Tịch Diệt đạo nhân. Ảnh chiếu của Vô Cực Thiên Tôn do tiên thiên nhân quả linh quang tổ hợp thành phân thân đại đạo, không chỉ bảo vệ phân thân phân hồn của mình, còn định nhân cơ hội này giết luôn Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân. Phân thân phân hồn của Vô Cực Thiên Tôn đã siêu mạnh, uy hiếp được Giang Nam và Tịch Diệt đạo nhân, thậm chí đánh lén đẩy bọn họ vào quá khứ. Ảnh chiếu một nửa pháp lực bản thể Vô Cực Thiên Tôn càng làm cho uy hiếp vô cùng đáng sợ. Giang Nam mới chứng đạo quân, còn trong cảnh giới sơ kỳ, Tịch Diệt đạo nhân đang trong thời kỳ suy yếu. Đối diện ảnh chiếu một nửa pháp lực của đẳng cấp điện chủ, hai người cảm giác áp lực rất lớn. Không chỉ thế, hai người còn phải đề phòng đối phương. Tịch Diệt đạo nhân hay Giang Nam đều muốn giết người bên cạnh. Hai người đều bị thương, cả ba hỗn chiến làm vết thương chồng chất lên nhau. Ba người từ quá khứ trở về hiện tại đã qua hơn nửa năm, chiến đấu hơn nửa năm. Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân, Vô Cực Thiên Tôn bị thương càng lúc càng nặng. Ba người ho ra máu, không có máu chảy ra mà là linh quang bị tiêu trừ. Cảnh giới tiên thiên của bọn họ quá cao, máu trong cơ thể hóa thành bất diệt linh quang, chất chứa đại đạo cực kỳ đậm đặc. Tại điểm cao nhất tiên giới, ba tồn tại đánh nhau, các đạo quân cư trú trong chư thiên đều cảm nhận được dao động kinh khủng kia. Bọn họ cảm thấy chư thiên đại đạo của mình bị chấn áp, không đối kháng nổi với uy nhiếp kia. Cường giả thiên quân thì không có nhiều cảm giác, cảnh giới tu vi càng cao càng cảm nhận được cuộc chiến trên Đại La Thiên là kinh khủng vô cùng. Lúc bấy giờ, Tịch Diệt đạo nhân vỗ trống chấn động, Tịch Diệt linh quang hóa thành hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng, cắt nát thiên địa thời không, khiến cho thiên địa đại đạo cũng tịch diệt. Sao Vô Cực đạo huynh không giáng chân thân xuống vậy? Tịch Diệt đạo nhân lạnh nhạt nói: Tiên thiên pháp báo, tiên thiên linh báo của đạo huynh không ngăn ta được đâu, sớm muộn gì sẽ bị Tịch Diệt linh quang của ta tịch diệt mà hóa thành ảo ảnh. Ảnh chiếu của ngươi sẽ sớm bị tiêu trừ hết pháp lực thôi. Giang Nam cầm bảo kiếm đột nhiên biến thành chuông lớn, chuông gióng lên điếc tai, chấn Tịch Diệt đạo nhân lảo đảo. Chuông to chụp xuống, tiếng chuông chấn động không dứt,
chuông lơ lửng trên đầu, ảnh chiếu của Vô Cực Thiên Tôn. Giang Nam cười nói: Vô Cực Thiên Tôn, đừng nghe lời hắn ta, có ta ở đây thì Tịch Diệt đừng mơ tưởng mà tiêu diệt được ngươi. Chuông to rung rinh, đạo âm vô cùng chút xuống, ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn lấy các tiên thiên pháp bảo, linh bảo ra oanh kích vào chuông lớn, làm cái chuông rung bần bật vang lên, không chụp xuống được. Tịch Diệt đạo nhân leo lên sau lưng Giang Nam, hắn thu chuông to về, ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn lấy bảy pháp bảo giết hướng Giang Nam, tiên thiên linh bảo, pháp bảo bộc phát tất cả uy lực, hợp sức với Tịch Diệt đạo nhân quyết giết Giang Nam bằng được. Giang Nam cười lớn, chuông to thay đổi biến thành một tòa lô bồng, hắn đứng giữa lô bồng. Lô bồng của Giang Nam khác với cái hắn giao cho Thiên Vi do Nguyên Thủy Đại La Thiên biến ra, tuy không phải một lô bồng, thế nhưng sức phòng ngự không thua gì tiên thiên lô bồng. Giang Nam tọa chấn lô bồng, các pháp bảo bay ra khỏi lô bồng đối kháng với bảy tiên thiên linh bảo, pháp bảo của Vô Cực Thiên Tôn. Lô bồng tỏa sáng rực rỡ, một góc trời chống lại hình thức ban đầu Tịch Diệt kiếp cuối cùng của Tịch Diệt đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lô bồng của ngươi có thể chống đỡ hai chúng ta vây công bao lâu đấy? Tịch Diệt đạo nhân thản nhiên nói: Vô Cực đạo huynh, hai ta tạm hợp tác lại, trừ khử hắn rồi phân thắng bại sau. Được. Ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn dốc hết sức ra, các tiên thiên linh bảo, pháp bảo tung bay trên dưới công kích Giang Nam và lô bồng. Tiên thiên Tịch Diệt linh quang trong Tịch Diệt ma trống bộc phát quấn quanh lô bồng, ý định tiêu trừ uy lực của lô bồng. Vô Cực Thiên Tôn và Tịch Diệt đạo nhân hợp tác lại, Giang Nam cảm giác áp lực vượt sức tưởng tượng, bị thương càng lúc càng nặng, lô bồng lảo đảo khó có thể chống đỡ tiếp. Giang Nam đột nhiên rên rỉ té trong lô bồng, thở hồng hộc. Vô Cực Thiên Tôn cười to nói: Rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sắp chết rồi. Mắt Tịch Diệt đạo nhân lóe tia âm u, Tịch Diệt Thiên Luân đột nhiên xuất hiện sau lưng ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn. Tịch Diệt Thiên Luân xoay chuyển, kéo ảnh chiếu linh quang bất diệt vào Thiên Luân. Ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn bị Thiên Luân vặn vẹo, tan vỡ, hóa thành đại đạo Tịch Diệt, dung hợp vào Tịch Diệt Thiên Luân. Lúc này, phân hồn Vô Cực Thiên Tôn đang điều dưỡng bỗng lao lên, lấy bà sa bảo thụ ra quất mạnh vào người Tịch Diệt đạo nhân, đóng đinh gã. Các trái cây đập mạnh vào Tịch Diệt đạo nhân, hai tay ấn lưng gã. Tịch Diệt đạo nhân bị thương nặng, Tịch Diệt Thiên Luân mất khống chế. Ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn bị vặn vẹo, phục hồi lại ngay, gầm giống giận dữ, lao ra Tịch Diệt Thiên Luân, giam cầm và luyện hóa. Lúc này, hư không chấn động, lại có một lô bồng xuất hiện, đánh vào thân thể phân hồn Vô Cực Thiên Tôn, làm gã phải hộc máu. Giang Nam té trong lô bồng, lại đầy sức sống, vươn tay chộp. Lô bồng tự biến thành Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm chém xuống, nhát kiếm chém đứt đầu Tịch Diệt đạo nhân, kiếm lại đâm vào Tịch Diệt Thiên Luân, xẻ đôi Thiên Luân, đâm thủng ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn. Phân hồn Vô Cực Thiên Tôn định lao tới giết Giang Nam, chợt thấy cảnh tượng đó thì chụp bà sa bảo thụ quét tới hướng hắn, lô bổng bay lên chặn bà sa bảo thụ lại. Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm đâm thủng ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn, đột nhiên chứng to thành Nguyên Thủy Đại La Thiên, chứng nứt ảnh chiếu, tiên thiên nhân quả linh quang ồ ạt rơi vào Đại La Thiên, Tịch Diệt Thiên Luân cũng bị chứng cho nứt vỡ. Tịch Diệt đạo nhân rên rỉ, xách đầu của mình đi ngay. Tịch Diệt Thiên Luân biến thành linh quang, ồn ồn theo sát Tịch Diệt đạo nhân liền biến mất. Phân hồn của Vô Cực Thiên Tôn thế vậy nhảy vào hư không, các tiên thiên linh bảo, pháp bảo che chở quanh thân, bà sa bảo thụ rạch phá thời không, Vô Cực Thiên Tôn cũng biến mất. Giang Nam đứng dưới lô bồng chống kiếm cười nói: Hai vị đạo hữu đừng đi, chơi thêm chút nữa đi nào.